Video dành cho những bạn nào mà đang sử dụng cái ví chữa lạnh Ledger và kết nối với những cái ví của Cardano đồng ADA thì nhiều bạn nhắn tin thỏa thuận là sau khi mà đã có cái phiên bản Cardano Shelley thì một số bạn khi mà sử dụng những trang web mà Thuận đã giới thiệu trước đây như là edalite.io thì lại không thấy đồng Cardano của mình nữa và không thể kết nối được khi mà sử dụng cái ví trên Ledger của mình để mà kết nối với những trang web đó thì đi thường chia sẻ với các bạn là tại sao các bạn có thể gặp những khó khăn này thì một trong những lý do là tại vì các bạn không có phiên bản mới nhất của cái ví Cardano ADA đã install trên cái máy truyền của các bạn và để giải quyết cái vấn đề này thì trước hết các bạn vào Ledger Live ứng dụng Ledger Live của các bạn sau khi mà vào Ledger Live thì đương nhiên các bạn cần phải kết nối cái ví truyền của mình bằng cách là kết nối cái USB vào trong máy vi tính và mở cái mật mã của ví truyền của bạn sau khi mở mật mã xong thì các bạn bấm vào Manager thì các bạn sẽ thấy được là có một cái nút màu xanh đó chính là update all, có nghĩa là các bạn cần phải cập nhật những phiên bản mới nhất của những cái ví mà đang nằm trong cái ví chữ lạnh của các bạn. Sau khi bấm update all, các bạn sẽ thấy được là update sẽ tự chạy và một trong những cái phiên bản có thể là chưa được install trong máy của các bạn đó chính là cái phiên bản Cardano ADA version 2.0.4 thì các bạn thấy là sau khi mà các bạn bấm update all thì những cái cập nhật này sẽ tự động chạy và sau khi mà chạy xong thì các bạn thấy được là cái phiên bản Cardano ADA version 2.0.4 đã install thành công sau đó thì các bạn có thể vào trang web adalite.io các bạn bấm vào continue to ADA Lite sau đó thì các bạn bấm vào hardware wallet thì các bạn có những lựa chọn như là kết nối với lại cái ví chưa lạnh Trezor hay là kết nối với ví chưa lạnh Ledger thì đương nhiên trong video chúng ta sẽ chủ yếu nói về Ledger Nano S và Nano X tại vì các bạn thấy được là Trezor Model T thường cũng có nhưng mà chúng ta sẽ nói về Ledger trong video này các bạn bấm unlock with Ledger thì sau đó các bạn cần phải mở cái ví Cardano ADA ở trên cái máy chữ lệnh của các bạn bằng cách là các bạn chọn cái ví đó bấm hai cái nút hai bên để mà mở cái ví ra và sau đó các bạn đi theo hướng dẫn và cho phép mở cái khóa cá nhân sau khi các bạn đã cho phép xong thì các bạn thấy là các bạn sẽ vào cái trang kế tiếp cái trang này đây là một cái thông báo cho các bạn thấy được là những cái thông tin mới nhất của ngày 19 tây tháng 8 các bạn bấm vào don't show on startup again có nghĩa là đừng có hiện lên nữa và sau đó các bạn bấm vào close để đóng lại và các bạn đã thấy cái số tiền của mình vẫn còn nằm trong ví và các bạn không cần phải làm gì hết. Từ nay về sau các bạn vẫn có thể là kết nối như là bình thường. Và các bạn thấy là sau khi mà đã có Shelly thì có thêm một phần nữa chính là cái phần staking ở trên ADA Light thì tôi sẽ có một cái video sau này để mà giải thích về staking. Nhưng mà tôi hy vọng là video này có thể giúp đỡ cho những bạn nào mà đang gặp khó khăn khi mà kết nối cái ví chưa lành của mình với lại cái ví Cardano ADA Lite Và đây là tất cả những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn